Tập 20. Tiểu thư, cháu Bác Bảo và bánh trôi ủ rượu đều là những món tiểu thư thích nhất. Tiểu thư ăn một chút đi. Vào lúc ta theo cặp quyên ương này, Ngô Thành từng hứa đợi tương lai vào được Thái Y Viện rồi, công thành danh tự, sẽ dùng 8 chiếc kiệu lớn tới để rước ta về. Kiếp này chỉ nạp duy nhất ta làm thê tử, cho tới lúc chết quỳnh ấy quên hết rồi hay sao? Tiểu thư, dù một người có nhớ mong đến mấy, nhưng bất cứ con người sự việc nào đều sẽ trở thành dĩ vãng thôi. Dù khó đến đâu, tiểu thư cũng phải học cách dứt ra. Cái người từng thân thiết đến như vậy lại phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời, thứ cảm giác này em không thể hiểu được đâu. Đúng vậy, em không hiểu, nhưng mà người vẫn phải ăn một chút gì đó chứ. Người khốn kiếp, làm gì vậy? Tiểu thư, bây giờ người không ăn không uống thế này, sao có thể bỏ mặc người được? Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, năm đó người 9 tuổi, em 7 tuổi, em ngồi xổm dưới đất ăn được cái màn thầu người ta bỏ lại. Người kéo em dậy, nói thứ đó bẩn rồi, đừng có ăn nữa. Người nắm lấy tay em, đưa em đến huyện nha. Kể từ thời khắc đó, tiểu thư đã là người thân nhất trong lòng của em. Số phận của chúng ta không thể tách rời nhau được. Tiểu thư, loại người như Ngô Thành, người cảm thấy đáng hay sao? Ta không muốn ăn đâu. Em mang cơm canh đi đi, cho ta yên tĩnh một chút. Đem cất đi. Quỳnh ấy quên rồi hay sao chứ? Hỷ Liên, qua tiên sinh. Sao vậy, vẫn không ăn sao? Không động tới một miếng. Chuyện tình cảm này Hỷ Liên không hiểu, nhưng ta biết nếu con người mà nhịn ăn một ngày nhất định sẽ rất đói, cơ thể chắc chắn không chịu nổi được. Từ lúc từ kinh thành về đã hơn 10 ngày rồi, tiểu thư cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, không uống giọt nước nào. Hỷ Liên mắt thấy lòng đau. Qua tiên sinh, ngài còn phải chăm cứu cho tiểu thư, nhưng mà sức khỏe của tiểu thư suy nhược như vậy, phải làm sao bây giờ? Đúng, ta đi thử xem sao. Minh Tâm, lúc ta đến tình cờ đi qua tiệm bánh nhân thịt bò, nhìn thấy mới ra lò, ta biết nàng thích ăn cho nên mua cho nàng đấy. Ăn cho nóng đi, ăn no rồi ta mới yên tâm chữa mắt cho nàng được. Nói thật lòng, nàng vì Ngô Thành mà hành hạ bản thân không đáng đâu. Chàng ra ngoài đi, ta không ăn đổi gì hết, cũng không muốn nghe thấy tên của người này.
Vậy được, chúng ta không nhắc đến nữa. Ta ra ngoài trước đi. Nàng nhớ ăn nha. Hỷ Liên tỷ tỷ, Vân Nhi, sao muội lại đến đây? Ta vừa từ kinh thành về, nghe nói tỷ cũng về rồi, nên ghé thăm tỷ một chút. Muội cũng lên kinh thành hả? Phải đó, kinh thành vui lắm, náo nhiệt nữa. Cái hôm ta đi, đúng lúc kinh thành có một nhà tổ chức tiệc mừng. Một muội của Chân Thái Y ở Thái Y viện xuất giá rồi, còn gả cho người của Tiêu quận chúng ta, tên là Ngô Thành. Nói nhỏ thôi. Sao vậy? Cứ nhắc lại chuyện này là ta lại giận. Giống như tên Ngô Thành đó đã có hôn ước với tiểu thư nhà ta, ai ngờ hắn ta lên kinh thành vì ham mê phú quý mà thành thân với muội muội mập của Chân gia. Chuyện này ta cũng có nghe kể, nghe nói Ngô Thành có một ý trung nhân, còn là tiểu thư của một gia đình giàu có nữa, nhưng mà không ngờ lại là tiểu thư nhà tỷ. Chứ sao nữa, bây giờ hại tiểu thư nhà ta không thiết ăn không thiết uống. Cứ nhắc đến Ngô Thành là ta lại bực. Nhưng mà ta thấy Ngô Thành chẳng có dễ gì là hối hận, quyến luyến hết. Còn hớn hở trước Chân tiểu thư. Giả lại, ta nghe nói sau khi thành hôn, chồng sướng vợ quạ. Thật ra, tên Ngô Thành đó đã âm mưu với Chân muội muội từ sớm rồi, chỉ để sớm đuổi tiểu thư nhà tỷ ra khỏi kinh thành. Chuyện này cả kinh thành đều biết, chỉ e là tiểu thư nhà tỷ còn không biết mình đã trở thành trò hề đâu. Những gì ngươi nói có thật hay không? Lão gia, xin thứ tội, chúng nô tỳ không nên bàn tán sau lưng. Bản quan hỏi ngươi, tại sao ngươi không trả lời? Những lời ngươi nói có phải là thật hay không? Tên Ngô Thành đó thực sự ham mê phú quý mà thay lòng đổi dạ, chẳng hề mấy mày ấy đấy. Đại nhân thứ tội, từng công dân Nhi nói đều là thật. Nhân Nhi thực sự đã tận mắt chứng kiến Ngô Thành đi du ngoạn cùng Chân tiểu thư, răm rắp nghe lời vô cùng vui vẻ. Tên Ngô Thành này giỏi quá. Uổng ta trước kia coi hắn là nhân tài, uổng phí minh tâm nhà ta hết mực si tình với hắn, bất chấp bệnh tật không quản ngàn dặm tới tìm hắn. Sao hắn có thể bội bạc như vậy? Lương tâm của hắn bị chó ăn rồi hay sao? Tên Ngô Thành này, ta nhất định phải, ta nhất định. Lão gia, lão gia, ngài làm sao vậy? Lão gia, lão gia. Gia, cha, mau đi gọi qua đà đi, nhanh lên. Cha, cha sao vậy? Cha đừng dọa con mà. Qua tiên sinh, lão gia nhà ta bây giờ sao rồi? Vẫn là bệnh cũ, vì nổi giận khiến cho máu bầm tắc ở lồng ngực, ảnh hưởng đến chức năng tim phổi. Vậy phải làm sao chứ? Trước mắt chỉ có thể dùng thuốc thang ổn định lại. Tuyệt đối không được tức giận, nếu còn tức giận nữa thì khó mà giữ mạng lắm. Qua đại phu, ta không muốn chết, cậu kê một ít thuốc tốt cho ta đi. Chuyện này Minh Tâm, cha, đều tại cha. Là cha có mắt không trồng, khi xưa đã nhắm tên Ngô Thành khốn nạn đó, cha đã hại con. Cha, cha đừng nói nữa. Đều tại con u mê không tỉnh ngộ, khiến cho cha trở thành trò hề. Là con không tốt, để cha phải lo lắng cho con. Minh Tâm, con là con gái ngoan của cha. Cha nhìn con ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, không uống giọt nước nào, cha đau lòng lắm. Con hứa với cha, từ nay về sau không bao giờ nhắc lại kẻ đó nữa, cũng không bao giờ đau lòng rơi lệ vì hắn. Con phải trở lại làm con người vui vẻ của trước đây, chăm sóc tốt cho cha.
Vậy thì tốt, như vậy mới là con gái ngoan của cha chứ. Hỷ Liên, mau đi mang cơm tới đây, ta phải bón cho cha ta ăn. Vâng ạ. Khoan đã, lấy thêm một phần nữa, ta cũng phải ăn. Còn ngay ra đó làm gì, mau đi đi. Mấy người cùng đi với ta. Đại nhân, đừng có giả bộ nữa. Minh Tâm tiểu thư ra ngoài rồi. Bức bối chết đi được. Thằng tiểu tử thối tha này, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngậm ngụm máu heo đó trong miệng, đúng là vừa tanh vừa thối. Quan trọng nhất là ngài thấy có đáng hay không. Đáng. Đừng nói là một người máu heo, chỉ cần Minh Tâm chịu quên thằng khốn đó, sống cho thật tốt, bảo ta làm gì cũng đáng hết. Chàng về rồi sao? Sao vậy? Có phải chàng uống say rồi hay không? Nào nào ngồi xuống. Uống say rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, để ta giúp chàng nha. Ta say rồi, ta muốn uống nước. Uống nước tốt mà. Nào ngồi xuống từ từ, ta rót nước cho chàng nha. Uống say đúng là phải uống chút nước, như vậy sẽ bớt mệt. Sao vậy? Nóng hả? Ta lại không muốn uống nữa. Vậy chẳng muốn làm gì chứ? Ta qua thư phòng đọc sách một chút. Ngày mai thấy y viện có nhiều việc lắm. Không được. Ta nói chàng nghe, tóm lại đêm nay chàng phải ở đây với ta. Kể cả chàng muốn đọc sách thì cũng phải ngồi đây mà đọc sách. Ta sẽ ngồi ở đây nhìn chàng. Chàng định đọc sách thật hay sao? Vậy chàng ngồi gần đèn chút đi, đừng để hỏng mắt. Bây giờ đã là canh mấy rồi? Sao mà chàng vẫn còn đọc hả? Rốt cuộc chàng có mệt hay không? Cái gì? Ban đêm không đi ngủ? Phải đó, suốt khoảng thời gian qua đều tại công vụ của Quỳnh hết đó. Công vụ của Quỳnh mà cả đêm không được ngủ. Ca ca, Quỳnh có thể giao ít gì cho cô Thành hơn không? Công việc cái quái quỷ gì? Ta hiểu rồi, Quỳnh đúng là một cô gái ngốc nha. Quỳnh có hiểu không? Hắn đang trốn tránh một chuyện đấy. Không có nhiều việc đến như vậy đâu. Không có nhiều việc thiệt sao? Tất nhiên rồi. Ca ca, ca ca, nếu chàng ấy mà cố tình trốn tránh thì Quỳnh phải giúp muội chủ trì công đạo. Nếu ngay từ giờ chàng ấy đã như vậy rồi thì chẳng phải muội ở quá hay sao? Nói cũng đúng. Được lắm, thằng quốc này. Để ta xem cánh tay của hắn có khỏe hơn cái chân của ta được không. Trở về tuốt tác một chút đi. Tối nay hát một màn kịch hay cho hắn nghe, được không? Đi cùng tiểu thư trang điểm đi. Có gì mau nói đi. Vì đệ, bây giờ đệ thay đổi lớn thật đó. Đệ xem bây giờ đệ vừa là thái y ở thái y viện này, vừa là em rể của chân đại nhân. Ở thái y viện có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Sư huynh muốn nhờ đệ giúp chút việc nhỏ đó mà. Chắc cũng không thành vấn đề chứ.
Nhiều năm trước chị đề nghị kế mượn tay ta hại chết bệnh nhân chưa quên chứ? Rốt cuộc huynh muốn thế nào đây? Chuyện là thế này, để đóng con dấu. Ân sư à, ân sư. Có câu gia có gia quy. Ngô Thành, ngươi đừng có tưởng làm em rể của ta là con chó con mèo gì cũng có thể dẫn về nhà. Có hiểu chưa? Đại nhân, người này là sư huynh của học trò. Học trò có một chuyện muốn nhờ đại nhân giúp đỡ. Hồi trước ở Tiêu quận, vị sư huynh này của ta có chút hiềm khích với Hoa Đà, cho nên đã bày một kế. Hiềm khích cái gì? Chẳng qua chỉ là hiềm khích. Chẳng qua chỉ là hiềm khích thôi. Không ngờ lại đứt chút rắc rối. Học trò muốn nhờ đại nhân sau một bức thư cho huyện lĩnh Tiêu quận, xin xỏ giúp cho huynh ấy. Đại nhân yên tâm đi, tiểu nhân quay về Tiêu quận nhất định sẽ làm người tử tế, sẽ không làm chuyện thất đức nữa đâu. Được được, muốn nhờ ta giúp cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc đó. Chính là lợi dụng quan hệ thân thiết giữa ngươi và Hoa Đà, tiếp cận hắn, sau đó tìm một cơ hội lấy trộm công thức thuốc mê hắn nghiên cứu ra về đây cho ta. À không, là lấy về. Chuyện này một công thức thuốc mê đổi lấy sự tự do của ngươi, thế nào, có hợp lý không? Hợp lý à? Đại nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ lấy được công thức thuốc mê. Vậy thì quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Chính là hắn. Hồ Bán Tiên, cái tên này, ngươi còn mặt mũi trở về đấy hay sao? Ngươi làm gì đó? Mang roi thỉnh tội. Cái gì? Mang roi thỉnh tội? Hồi trước Hoa Đà mang roi thỉnh tội, mọi người đều thấy hắn có trách nhiệm. Hôm nay ta cũng mang roi thỉnh tội. Liên Liên, hy vọng cô hãy đi thông báo một tiếng. Ngươi học Hoa tiên sinh sao? Hoa tiên sinh là người ngươi muốn học là học hay sao? Ngươi đừng có đùa nữa. Không phải đâu Liên Liên. Cô, ta thật lòng thật dạ đến đây thỉnh tội mà. Mong cô đi thông báo về một tiếng đi. Đại nhân. Môn sinh bất hiếu, Hồ Đại Hải đã biết sai hối cải. Mong huyện lệnh đại nhân hãy để mặt ta xá tội cho hắn, cho hắn cơ hội để hối lỗi sửa sai. Đại nhân, Hồ Bán Tiên ta xin thề giữa đời còn lại chỉ làm đúng một chuyện, chính là trợ giúp Hoa Đà chữa bệnh cho Minh Tâm cô nương, cứ giúp bách tính nghèo khổ, lập công chuộc tội. Được rồi, được rồi. Từ nay ngươi phải trợ giúp cho Hoa Đà lập công chuộc tội. Đa tạ đại nhân. Hồ Bán Tiên. Liên Liên, ta biết ngay ngươi không có ý tốt. Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Nói mau. Liên Liên, ta nói cô nghe, nếu ta mà có ý đồ gì, ta uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ra ngoài đụng chết, ở nhà chán chết, 18 đời tổ tông của nhà ta cũng không được yên nghỉ. Ta thực sự thề nửa đời còn lại sẽ yên thân yên phận chữa bệnh hành y. Dừng đi, ta chỉ hỏi ngươi về bức thư đó. Rốt cuộc bức thư đó ngươi kiếm ở đâu ra? Bỏ tiền ra mua chắc? Sao cô nói kìa, Liên Liên, trong lòng của cô ta làm gì cũng chỉ có thể bỏ tiền ra sao? Không phải, đúng, vì ngươi không có tiền. Ngươi khai thật ra cho ta, rốt cuộc bức thư đó kiếm ở đâu ra? Bức thư đó là chân đại nhân viết thật mà. Cô quên rồi hay sao? Ta là môn đồ tâm đắc của chân đại nhân. Ngươi không khoác lác thì chết được chắc. Không phải, trên đó có chữ ký của chân đại nhân thật mà. Cô không tin thì hỏi chân đại nhân đi. Tóm lại là ta vẫn thấy chuyện này lạ lắm. Nè,
Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Sư phụ, sai ở đâu? Con không nên đi lừa đảo. Còn gì nữa? Con không nên phét lác khắp nơi, dốt nát kém cỏi, không học cái hay, không nên nói năng nhảm nhí, nói nhiều vô ích. Được rồi, ngươi đi đi. Cha, Hồ Bán Tiên, đây là cha của ta mà, không phải cha của huynh. Cũng là cha của ta mà. Sư phụ ơn sâu nghĩa nặng với con, không khác gì cha ruột của con hết. Cha, con biết sai thật rồi mà. Cha cho con cơ hội đi cha. Nguyên quá. Vậy thì Bán Tiên, nào nào đứng lên đi. Cha ta biết huynh sai rồi, biết nhận lỗi thì tốt. Nhưng huynh cứ đi về trước đi. Chuyện gì thì từ từ nói sau nha. Ta về đâu được. Cha, cha ơi, cho đồ nhi thêm một cơ hội nữa đi cha. Cha, lần này con nhất định sẽ học hành tử tế. Con học nghiêm túc, con còn có nền tảng. Con sẽ phấn đấu cần cù, học hành chăm chỉ. Ngày này qua ngày khác, con sẽ bắt đầu học tự sát thuốc cơ bản. Cha, chỉ cần cha cho con ở lại bên cha, giúp cha bưng trà rót nước, đấm đường bớt dai. Con sẽ đổ bô cho cha, dưỡng lão cho tới già. Cha, được rồi, nguyên quá, thôi đi. Cha cứ toàn mềm lòng quá. Biết sai mà sửa là tốt nhất rồi. Cha tái sinh. Cha. Cô Thành, đại nhân, trời sắp tối rồi, cô không về nhà đi. Học trò vẫn còn mấy việc chưa làm xong, học trò vẫn muốn đọc sách thêm một lát nữa. Ta thấy người giống như con chim ngốc quá mà. Chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan trọng, người cũng không thèm nghĩ nữa. Học trò nhất định sẽ theo chân đại nhân, phục tùng đại nhân tuyệt đối. Phục tùng gì chứ? Ta nói người nghe, nếu người muốn ta quý người, xem trọng người, nhất định phải tốt với người nào đó. Học trò nhất định sẽ tốt với Y Liễu mà. Phải rồi, ta nói người biết, đại tiểu thư này của ta trước khi xuất cát là đại tiểu thư của thái y phủ ta. Sau khi gả cho ngươi thì là Ngô phu nhân rồi. Phu nhân giữ bổn phận của phu nhân, ngươi là chồng cũng phải giữ bổn phận của người làm chồng chứ. Nhân à, thải độc luôn hôm nay. Dân, có chắc chắn hay không? Cách này là ta và giả thái y ở kinh thành cùng nghiên cứu ra, chắc không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần minh tâm chuyên tâm điều dưỡng là mắt sẽ khôi phục hoàn toàn. Vậy được rồi, nàng yên tâm đi. Thế nào rồi, độc tố đã được loại bỏ gần hết, căn bệnh cũng đã được kiểm soát. Nếu muốn trị được tận gốc, vẫn phải làm thêm mấy liệu trình. Phải rồi, ta đã gửi phương thuốc cho Hiển Liên. Có chuyện gì cứ việc tìm ta. Đang nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước. Ta tiễn cậu. Chậm thôi. Nhanh lên, có bậc thềm đó. Đỡ cẩn thận, đừng làm ta bị ngã. Cẩn thận, từ từ thôi, tiểu thư. Tiểu thư, những lời người vừa nói đều là thật sao? Tất nhiên rồi.
Vậy cô già có biết? Có biết chưa? Ta còn chưa nói với chàng. Tốt quá rồi. Bây giờ em sẽ đi nói với cô già. Đừng mà, đừng mà. Chuyện vui thế này phải để ta nói với chàng chứ. Em đi làm mấy món ngon cho chàng ấy đi. Dân tiểu thư. Con trai đi thăm cha nào. Sao nàng lại đến đây? Phu quân à, ta có chuyện vui muốn nói với chàng đi. Chuyện vui gì? Nói đi. Người ta muốn chàng đoán, nhưng mà ta thật sự không đoán nổi. Chàng còn chưa đoán, đã bảo là không đoán được. Chàng làm ngơ ta quá đấy. Ta đã bảo rồi, ta đang bận mà. Rảnh thì nói sao? Chàng nhìn ta đi. Chàng nhìn ta bây giờ xem. Lẽ nào chàng không thấy ta béo lên rồi hay sao? Nàng đã gầy bao giờ chưa? Vô Thành, chàng chê ghét ta đến mức nào chứ? Chàng thấy ta béo cỡ nào? Nàng béo là chuyện ai ai cũng biết. Ta béo thì làm sao? Phu quân, chàng hãy đoán thêm một lần nữa đi mà. Thôi, thế mà cũng đòi là đại phu nữa. Nàng, tự xem đi. Đừng bảo nàng. Nàng gì mà nàng? Người nào đó có thể sắp làm cha rồi, vậy mà bản thân còn không biết. Ta sắp làm cha rồi. Dĩ nhiên là chàng sắp làm cha rồi. Lẽ nào ta sắp làm cha sao? Chàng có vui hay không? Con mèo chết dẫm. Con mèo chết tiệt này. Công thức thuốc mê. Quynh, Quynh đang làm gì thế? Trời nóng quá, uống miếng trà thôi mà. Ta hơi khát. Đây là trà sao? Không phải trà, lẽ nào là thuốc chứ? Nói đúng đó, đây là thuốc, là thuốc mê ta đang nghiên cứu. Không phải, thuốc mê. Có cảm giác hơi chóng mặt hay không? Hơi hơi chóng mặt. Nào, đi theo ta. Quỳnh cứ nằm ở đây một lát đi. Nằm một lát. Cảm giác lưng lưng quá. Cứ như dẫm trên mây vậy. Không được, không được. Không được, không được. Ta còn phải đi tìm. Ta còn phải đi tìm hỷ liên của ta. Quỳnh nằm xuống đi. Để đừng có đi. Không được, ta phải đi tìm Hỷ Liên.
được. Hỷ Liên à, Hỷ Liên, Qua tiên sinh. Liên Liên, Hồ Bán Tiên, sao lại là ngươi? Liên Liên, ngươi làm gì vậy? Liên Liên, ngươi làm gì hả Hồ Bán Tiên? Ngươi bỏ ta ra, Hồ Bán Tiên, bỏ ta ra. Cô nghe ta nói đã Liên Liên. Suốt bao nhiêu năm qua, ta luôn thật lòng với cô đó. Nhưng mà hôm nay ta nói cô nghe, ngươi uống nhầm thuốc rồi hả? Hồ Bán Tiên, ngươi sao vậy? Liên Liên, Liên Liên. Con à, mấy ngày nay cha suy nghĩ rồi, thuốc mê này vẫn nên ít động vào thì hơn, không cẩn thận sẽ hại con đó, còn hại cả quan gia chúng ta nữa. Đến cả ta cũng muốn từ bỏ, mà con còn cố chấp thế này. Cha, việc gì cha phải bỏ chứ? Đây là chuyện tốt tạo phúc cho bách tính, có thể có chuyện gì được? Chuyện có Hỷ Liên hôm nay thì không phải sao? Thì cũng chính là chuyện chắc. Cứ phải có án mạng rồi mới làm chuyện lớn hay sao? Cha, không giấu gì cha, thuốc mê này con sắp nghiên cứu thành công rồi. Năm xưa cha nghiên cứu thuốc mê chỉ là ý tưởng nảy sinh nhất thời, chứ không ngờ lại khó như vậy, lại càng không ngờ sẽ nguy hiểm thế này. Bây giờ cha già rồi, chẳng mong muốn gì hơn, chỉ muốn được bình yên an phận cả đời thôi. Con trai, cha cũng không cầu mong con làm những việc lớn gì, chỉ mong con đừng gây chuyện, bình an trọn đời thôi. Cha, con nói thật với cha, lần này con lên kinh thành đã cảm nhận được một điều. Con tiếp xúc qua với các thái y ở thái y viện, con thấy mình không thua gì bọn họ hết. Rồi trên đường về, con bắt gặp một vài binh sĩ bị thương vì chiến tranh. Con nghĩ thân là đại phu, còn có trách nhiệm và nghĩa vụ chữa cho bọn họ. Cho nên thuốc mê này là tâm nguyện của chúng ta, tại sao chúng ta phải từ bỏ chứ? Cha con ta cùng nhau liên thủ nghiên cứu ra thuốc mê. Cha nghĩ thử xem, đó sẽ là phúc báo lớn thế nào cho muôn dân. Cha, đừng do dự nữa mà. Nguyên quá, ta không hổ danh là con trai của ta, cái tính cứng đầu y như ta. Cha con ta hợp sức cũng làm ra một điều thật tuyệt. Tốt quá rồi. Tiểu thư à, nào, ăn canh đi. Lại là canh cá, ngày nào cũng ăn canh cá hết. Cứ ngửi thấy mùi cá là ta lại buồn nôn. Ta không uống đâu. Cái này là Qua tiên sinh dặn đấy. Muốn mắt phục hồi thì buộc phải mỗi ngày một bát canh cá. Nào, đợt này cậu ấy bận những việc gì? Lùi xuống đi, cảm giác đã lâu lắm không gặp được chàng rồi. Từ sau lần trước Qua tiên sinh giúp tiểu thư thải độc, ngài đã nói mắt của tiểu thư đã khỏi hẳn rồi, chỉ cần điều dưỡng dần lâu, ngài ấy không tiện thường xuyên lui tới khuê phòng của chúng ta. Không tiện, xem ra chàng ấy nghĩ xa rồi. Vậy ý của tiểu thư là muốn Qua tiên sinh nghỉ ít một chút, xiên tới hơn hay sao? Con nha đầu này càng lúc càng hỗn xược, không phạt không được mà. Tiểu thư, em sai rồi, em sai rồi. Tiểu thư, cậu dám nữa hay không? Em không dám nữa. Bây giờ em sẽ qua tìm Qua tiên sinh lấy thuốc.
Qua tiên sinh, ngài đang làm món gì vậy? Thơm quá. Dược thiện nấu cho Minh Tâm. Dược thiện. Đúng. Mấy thứ này đều bổ khí bổ quyết, tốt cho sức khỏe của Minh Tâm. Này, cô mang giúp ta mang cho cô ấy. Sao ngài không tự mang cho tiểu thư? Nào, cầm lấy. Phải rồi, trước lúc dùng nhớ bỏ thêm ít đường nha. Cả hai người bây giờ đều rối lòng như nhau. Rối lòng gì chứ? Đều muốn gặp, đều không nói, đều kềm chế. Mấy lời ta nói ngài đều hiểu hết chứ? Mau đi đi. Nguyên quá à, Nguyên quá, ta nghĩ ta bị bệnh rồi. Ta bị bệnh rồi. Để xem hồi trước tốt xấu gì, ta cũng là gia y của Huyện Lệnh. Nhưng mà sao bây giờ đến cả chuyện ta mắc bệnh gì cũng không chẩn đoán ra được. Ta cứ toàn lên đênh giữa hiện thực và tưởng tượng. Vừa nãy ta chỉ ngủ một lúc thôi mà ta nghe thấy hình như Hỷ Liên đứng đây gọi tên ta. Ta nghĩ ta mắc bệnh tương tư mất rồi. Thế này đi, nào, để ta bắt mạch cho huynh xem thử. Nào nào, tốt quá rồi. Trái tim của ta thế nào rồi? Đại sư huynh, huynh bị bệnh không nhẹ đâu. Nhưng mà không phải là bệnh tương tư, là chứng thân cảm đơn phương. Thôi đi, quả thật cô ấy vừa mới tới đây. Hỷ Ly vừa mới tới. Cô ấy tới sao để không nói cho ta biết? Vừa đi rồi. Đại sư huynh, đại sư huynh, ta khuyên huynh đừng nên đi thì hơn, đi rồi sẽ hối hận đó. Không tìm mới là hối hận đó. Tam ca, lâu lắm không gặp. Liên Liên, Liên Liên à, Liên Liên. Hồ Bán Tiên, sao ngày nào ngươi cũng giở trò lưu manh thế? Hôm trước thì không mặc áo, hôm nay thì không mặc quần. Đi đi, ngươi chưa trả tiền. Đi 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 đi, ngươi nhìn lại ngươi đi. Ngươi còn dám đi theo ta nữa, không sợ mất mặt ta thì có đấy. Phải rồi phải rồi, đi đi. Ngươi xem, hãy ngươi xuất hiện là không có chuyện gì tốt. Hữu Dược Thiện tốt như vậy mà mất tiêu rồi, ta không gặp lại ngươi nữa. Đừng mà, Liên Liên, Dược Thiện đó mất rồi, Nguyên Quá có thể nấu lại mà. Cô đừng có từ mặt ta mà. Dược Thiện đó vốn dĩ ta định dùng để tác hợp cho Qua Tiên Sinh và tiểu thư. Phen này thì hay rồi, việc tốt như vậy lại bị ngươi phá hỏng hết. Đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thế này đi, ta bày cho cô một ý hay, được không? Cô cũng biết đấy, Hồ Bán Tiên ta lắm ý tưởng lắm. Thế này đi, nếu ý tưởng của ta mà không hay thì sau này ta sẽ biến mất, được không? Biến mất triệt để, được, biến mất triệt để. Vậy ngươi bày chiêu đi, ngươi nói đi. Nè, nói đi chứ. Cô xem, bây giờ đang là tháng 3, đang là thời tiết tốt để thả diều. Chúng ta tìm một dịp, hay chúng ta có thể cùng đi đạp thanh. Đạp thanh thả diều. Đạp thanh thả diều. Phải đấy, cô xem, hai chiếc diều, hai sợi dây, chúng cứ lượn qua lượn lại trên trời. Lượn qua lượn lại, Qua Tiên Sinh lợi hại quá. Hay, tiểu thư nhìn kìa, Qua Tiên Sinh lợi hại quá. Hay quá, cái đó thì có gì đâu. Ta cũng làm được mà. Được thôi, vậy chúng ta cũng thả một chiếc, thi với họ xem. Được. Minh Tâm, nào. Minh Tâm, nàng thử xem, chiếc diều này dễ thả đó. Ta không cần, ta phải tự thả một chiếc, chắc chắn sẽ cao hơn chàng. Phải đấy, tiểu thư nhà ta chắc chắn không kém ngài đâu. Nào nào tiểu thư, tiểu thư, chúng ta thả chiếc này đi. Xem ta đây. Tiểu thư lợi hại quá. Tiểu thư lợi hại quá. Khá đấy, khá đấy. Tiểu thư lợi hại quá. Cái của ta cao hơn. Cái của ta cao hơn mà. Liên Liên, cô xem bọn họ chơi vui không kìa. Phải đó, vui hay không? Liên quan gì tới ngươi, sao lại không liên quan đến ta chứ? Nếu không có ta, họ có thể chơi với nhau vui vẻ như vậy hay sao?
Ta nói nè Hồ Bán Tiên, ngươi chỉ lập có tí công lao nhỏ thôi mà lãi nhãi suốt nửa ngày rồi. Không phải ta khoe mẽ đâu, kể công với cô. Cao quá, ta muốn nói là liệu chúng ta có thể giống như họ chơi vui như vậy không? Cứ hễ ở gần ngươi là làm cho ta không vui gì hết. Khéo rồi, ta thì hoàn toàn ngược lại. Chờ ta một chút. Tiểu thư, cái của người cao hơn Hoa tiên sinh rồi. Vậy sao, chúng ta thả cao hơn cả hai người đó đi. Liên Liên nào, thả đi. Thích thì ngươi đi đi, ta không thi. Liên Liên đi nào, đi. Ngươi mau đi thả diều của ngươi đi, đừng quấy rầy ta mà. Được rồi, thả. Tiểu thư, của người cao hơn Hoa tiên sinh rồi kìa. Thổi diều của ta. Diều của tiểu thư bay cao quá.